Rồi bắt đầu đi. Đây là cắt đầu đúng không? Chạy là thu đấy. Em quay mặt coi coi nha nè. Nhà ngồi tròn ngốc tối quá. Ủa quên. Quay giả mẹ. Cái mắc không? Đừng. Lâu quá trời đi. Chú quay rồi. Tao biểu mày giả, mày tao trước mày không giả.
bao lâu thì được? Bỏ chiên hả? Đập. 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 Đập sao dài. Thế thì anh bật. Bên chơi chơi ngỏ mông hay đập luôn? Đập luôn. Cái nồi dẻo quá. Quay mặt người làm tí để biết tác giả là ai, biết đồ bếp là ai. Tác giả tác giả là người đang quay đấy. Cần rước mặt lên cho coi cái mặt không? Có, nhưng mà anh cái này ngước mà còn đứng tựa đâu mà ngước chứ. Xem cần gì. Trơn. Cái kiếp làm chả cá thu cực ngon. Các bạn càng mạnh tay chả cá nó càng dai. Ăn càng ngon. Dai khéo dụ răng nhá. Dụ răng vào mọi việc bánh mai nó không chịu kịp đâu. Dầu quá này. Nhà ai gừng răng hàm mặt mời đi. Khó đi bệnh viện. Cố nó kia đến. Nó linh ly. Trùng cái bên kia vào. Đóng con lái nó đi. Không dính là các bạn lại bóp. Cho nó dính. Bóp cho nó dính. Không dính nha, giờ để bóp cho nó dính. Đây, lại dính rồi. Đây, lại dính rồi. Đây. Dính rồi. Đập tiếp, lại đập tiếp. Đã bao giờ cảm giác ra như cái cao su nhai sao không được. Không thử, muốn thử thì bỏ mồm nhai thử biết. Lầm chết đi. Chú Đăng ơi thì một tuần là bao nhiêu like? Nhạc lên cho nó đỡ nghe tiếng. Thật. Làm ơi, nó xin lỗi xin lão. Chị bảo nó nói mà. Được rồi ha, được chưa? Đây,
sau khi đập thành quả đây. Bỏ chiên thôi bằng. Bỏ rồi chiên thôi. Thành quả đây. Biết từ miếng nhỏ coi nè, từ miếng nhỏ coi nè. Bèo miếng nhỏ coi nè, chừng nào. Rất dẻo. Bỏ chiên ăn thôi bằng. Bỏ chiên ăn thôi. Đây. Ok. Bỏ đây. Thank you bánh nha. Trời đi.